Khán giả, tôi tên là Phạm Thị Sinh, năm nay tôi 59 tuổi. Tôi hiện tại đang sống ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tôi là hiện tại nhà làm nội trợ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Chào em, Kinh Linh ạ. Chào Lê Lộc và chào khán giả ở trên phòng quay. Em tên là Nguyễn Thị Lý, năm nay là 34 tuổi. Đang sống cùng với mẹ là được tới tháng 6 này là được 11 năm làm dâu rồi. 11 năm. Mình có mấy bé rồi chị hả? Hiện tại là mình có hai bé. Dạ. Một bé gái và một bé trai. Chúc mừng ha, vậy là 10 điểm rồi đó. Có cái ngày đầu tiên cô gặp con dâu của mình thì cô ấn tượng như thế nào? Đầu tiên tôi gặp con dâu thì con trai có đưa con dâu về. Thì tôi thấy em thì cũng người nhỏ nhắn mà thấy cũng dễ thương. Nhưng mà tôi nghĩ là cái điều kiện thời gian đó gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì tôi nghĩ là em về làm dâu không biết có chấp nhận hay không. Đấy, thì tôi cũng phân vân. Tôi cũng hỏi với em là điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà bác rất là khó khăn. Mà cháu biết hoàn cảnh như thế. Thì nếu cháu chấp nhận như vậy thì liệu sau này về có được hay không? Em nó cũng nói trả lời là cái chuyện giàu nghèo con không quan trọng. Đấy. Chỉ cần thương về chồng thương hoặc là mẹ chồng thương là được. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, nó như thế nào vậy chị? Từ ngoài Bắc vô trong này mà đi học ở trong này á, thì có ở trọ bên nhà bác thì cũng có cách có cái bờ rào lưới thôi. Mình chỉ quan sát qua cái bờ rào lưới á, là thấy mẹ của anh ấy thì thấy hơi ít nói mà sợ thấy khó tính á. Cũng sợ sợ có nói với ông xã của mình bây giờ á, là có nói anh sao tự nhiên em nhìn thấy mẹ anh sao thấy khó khó gần sao á, không biết về mai mốt có khó không đó. Thì cái qua lại dần dần nó thì mới thấy thấy mẹ cũng hiền, thấy chỉ ít nói thôi nhưng mà cũng hiền. Rồi sau đó về làm dâu thì sao? Như là trong cái chăm sóc con cái hoặc là một cái số vấn đề ăn uống thì một số cái thì nó chưa có được hợp thôi. Còn hầu như là trong mua sắm hoặc là trong cách nói chuyện hoặc là nói chung hầu như là hợp nhau. Có điểm gì không hợp? Ví dụ như là trong ăn uống đi. Cái hồi mình mới về làm dâu á là mẹ hay mua mấy con tép tép nhỏ á về nấu lên ăn á, mà mình ăn mấy cái đó thì nó hay có bị đâm vô trong cái miệng của mình á, nó đau á, mà mẹ nấu hơi mặn cho nên cái cũng không thích. Nhưng mà dần dần cái nói mẹ nói mẹ nấu nhạt nhạt chút hay cho thêm chút đường đi, cái dần dần thì bây giờ mẹ nấu nhạt rồi, mặc dù thì cũng không có thích ăn tép lắm. Phù hợp với con gái mình gì nhất cô? Tôi hợp với con dâu thì về cái tâm sự hoặc là cái chuyện gì to nhỏ ấy, thì em nó hay về tâm sự. Nhiều khi con gái lại không tâm sự bằng con dâu. Rồi về con dâu nấu ăn thì được không? Thì cũng cùng người quê Bắc cả, cho nên là nấu ăn uống thì nói chung là cũng được. Có bao giờ mẹ con xảy ra mâu thuẫn gì chưa? Dạ có, nói chung là có một lần á, thì bà nội thì hồi đó em mới có đứa bé đầu tiên thôi. Bé gái là lúc đó gần 2 tuổi á, thì bà nội thì hay chiều cháu mà, cho nên mỗi lần em đánh cháu là bà hay có ôm cháu vào trong lòng vậy đó, không có cho đánh. Nên có lần bé nhà em á thì bị chơi ngoài sân xi măng á, thì có té thì bị chày ở ngay cái gối chân á. Mà cái tâm lý của bé nhỏ là sợ co chân này kia thì nó đau cái ngay cái chân của mình á, cho nên là bé cứ đi lết lết không mà không có chịu đi mà chỉ có ngồi xuống lết lết vậy đó. Bà nội thấy vậy là cứ ẵm. Mà mình dụ đủ mọi cách rồi mà bé nó vẫn lì lì á, nó không có chịu đứng lên nó đi hết đó. Trong tâm trạng lúc đó của em thì cũng sợ là không may con của mình cho anh nó bị như thế nào á, thì không biết là thực tế là bé đó là nó có giả bộ hay không hay là con mình đau thiệt, thì cảm giác nó lo sợ cực kỳ luôn. Thì hôm bữa đó thì đến điểm điểm là em có lôi bé vào trong phòng á, thì khóa trái cửa lại, có cầm theo con dao nữa. Có cầm theo con dao nữa thì có bấm trái cửa lại cho mẹ khỏi có vô được. Thì lúc đó bé ở trong thì mình cũng giả bộ mình hù bé thôi, chém con dao dưới đất á, nói bây giờ con không đi được thì mẹ chặt chân con rồi mẹ cho ẵm luôn một lượt. Thế bé sợ quá nó chạy vòng vòng rồi khóc rồi kêu nội ơi cứu con vậy đó. Nội ở ngoài thì cứ gọi con ơi tha cho con đó đi. Vậy đó cái nói mai mốt mà mỗi lần mà con dạy cháu này kia á thì mẹ cứ để cho con dạy cháu. Sau cái lần đó thì mỗi lần mà tính em thì nóng cho nên là mỗi lần đánh cháu xong á, biết là bà nội xót nhưng mà bà nội không có binh nữa, chờ em đánh xong rồi lấy dầu bôi cho bé vậy đó. Không có giống binh.
Lúc đó giận con dâu không cô? Giận lúc bấy giờ thôi. Nhưng mà sau thì cũng thôi, mới được con dâu cũng hơi khéo một chút. Là xong cái là thấy mẹ cũng là khác khác ý, là hay ngồi nói chuyện. Mẹ con là cũng thôi, chứ không có cái chuyện gì là phải là giận đâu cả. Em mà thấy buồn buồn cái là hay dụ dỗ đi siêu thị này kia, đi một vòng một cái là về nhà thấy hết giận liền. Thường thường thì ví dụ mà hai vợ chồng ở nhà hay mà có gây lộn xích mích gì đó thì mẹ sẽ là người bên ai nhiều nhất chị? Thì thường thường là mẹ bên mình nhiều nhất á. Có một lần mình đang có bầu bé đầu luôn á, thì lúc mới cưới thì tính cách mặc dù quen biết cả 5 năm rồi, nhưng mà nhiều khi lúc cưới về mới bộc lộ tính cách á. Cái ảnh đi nhậu mà tới 11, 12 giờ gì đó chưa có về. Cái mình cũng không có gọi điện cho chồng đâu, tại vì bình thường ổng cũng cưng mình lắm, cho nên mình sợ mất điểm với ổng mà đâu có dám gọi điện la ổng đâu. Cái đi qua đi lại giả bộ buồn buồn vậy đó, cái cho mẹ sốt ruột. Cái mẹ nói để mẹ gọi điện cho nó cho. Cái gọi điện nói chút nữa mà ổng về thì đừng có trách. Cái canh ở ngoài bảo chút nữa về bạn nó trở về để chửi mấy bạn nó, quýnh nó luôn. Cái mình nằm trong phòng thấy cũng ưng ưng rồi. Hồi nằm suy nghĩ hồi cái cũng áy náy. Cái lén lén lấy điện thoại gọi cho chồng, nói anh chờ mẹ ngủ đi, hoặc là xíu xíu nữa khi nào mở cửa hãy về nha. Đó, cái đó là tới giờ này mẹ chưa biết luôn. Là con báo thông đồng. Trời ơi, thúi mẹ sao mà thông đồng lại với chồng nữa. Giờ này mới nói với chồng luôn mà giờ này mẹ chưa có biết luôn. Rồi hai mẹ con mình có những kỷ niệm gì đáng nhớ nữa không cô? Thì em nó sanh cháu đầu á. Dạ. Cô với lại một em gái của con dâu này nè, đến chăm ở bệnh viện thì con trai của cô thì lại đi đón bà ngoại ở ga. Thì đêm khi con dâu thì lúc đó thì này nhìn thấy cháu nội đầu thì thấy mừng rồi, tự mẹ chồng ẵm con dâu xuống giường. Thấy lúc giờ thấy có cháu là thấy như mình không có cái thấy sức khỏe nó mạnh lên như sao ấy. Có chuyện gì cô không hài lòng với con dâu mình không? Hồi đầu mới về làm dâu á thì nói chung là em nó chưa có quen cái nếp của gia đình nhà mình, sinh hoạt hoặc là nấu nướng ăn uống hoặc là cái nhà cửa hay từ cả cái quần áo, thì nói chung em nó cũng chưa gọi là thu xếp gọn cho lắm. Chị ơi, ở nhà mình ở chung như vậy là ở chung với chị dâu rồi này kia hết luôn đúng không? Là có chỉ có vợ chồng mình với lại mẹ chồng thôi, thì có chị chồng thì ở bên cục kế bên. Thì nói cái này mẹ đừng giận con nha. Cái nhiều khi ăn uống chung với nhau vậy đó, mình thấy đồ ăn miếng thịt gà hay là cái gì ngon ngon chẳng hạn, mình gắp mình bỏ con chén mẹ á. Nhiều khi mẹ lại không ăn miếng đó, mẹ lại gắp mẹ bỏ cho chị của chồng vậy đó. Nhiều khi lúc đó cũng thấy hơi buồn buồn, nhưng mà lúc hồi đó là cũng lâu lâu rồi. Với lại bây giờ nhiều khi ví dụ như nói mẹ con thích ăn chè, mẹ nấu nấu, nhưng mà mẹ nấu chè đậu xanh mà không phải là chè đậu đen mình thích ăn vậy đó. Cho nên nhiều khi cảm thấy là mình hơi cảm giác như là hơi ích kỷ chút xíu, cứ sợ là mẹ thương chị nhiều hơn mình vậy đó. Sao con dâu nói vậy, cô giải thích đi, cô thương nó thương chị kia nhiều hơn. Con gái với con dâu cũng là như nhau cả, chứ cũng không có phân biệt dâu rể hoặc là dâu gái trai gì cả, biệt được. Sao nó gấp thịt gà rồi cô không ăn, cô bỏ cho rồi kia. Tại chị chồng á là nhiều khi qua á là hay ngại với chồng em á. Chị tính chị thì nhút nhát lắm. Bởi vì nói thật ra thì con dâu cô nó là rất là nhát. Tuy là có mẹ, nhà mẹ thật, nhà em trai em dâu thật, nhưng mà nó ăn kiểu cái dạng như là nó giữ kẽ. Thì con dâu gắp thì thôi, bây giờ con gái thì nó cũng giữ kẽ thì thôi, để gắp sang cho con dâu. Gắp khác á. Em gắp cho mẹ cái là mẹ lại hay gắp cho chị, cho nên nhiều khi em giống như là cái cảm giác như là mẹ đừng có quan tâm tới quá vậy đó, tại vì chị lớn mà. Dạ. Tâm lý ví dụ như giờ á, ai cho mình cái gì, ta vừa cho mình xong lấy cho người khác liền là người ta buồn liền. Lúc đó cũng buồn buồn thôi, mà sau này cái thấy mẹ gắp cho mình, cái gắp cho mình trước ha, tính là ích kỷ lắm mà mẹ phải gắp cho mình trước ha mới vui vẻ ha, sao mới gắp cho chị sau vậy đó. Nếu mà có chuyện gì mà giận nhau, cô có nói thẳng với con dâu không hay là phải nói qua con trai? Không, có cái gì giận nhau thì tôi cứ để một ngày hôm nay cho nó qua đi, sáng hôm sau là ngồi mẹ con tâm sự thôi. Vậy rồi luôn. Đúng rồi, ngồi con tâm gái sự. Con nói qua chồng không hay là cũng nói thẳng với mẹ luôn? Tại vì chồng em thì hay cáu gắt, mà em nói gì cái hoặc là mẹ nói gì cái là hay cằn nhằn, cho nên thôi để mẹ con tự nói chuyện với nhau cho dễ. Vậy đó thì dễ đúng không? Chính ra như vậy là hai mẹ con là rất là thân với nhau luôn, có chuyện gì tâm sự, thậm chí là chồng có gì cũng mét mẹ chồng luôn. Thôi vậy rồi dễ thương quá luôn. Có bao giờ hai mẹ con ngủ chung tâm sự nhau không? Có, cái hồi mà mới quen mà chồng em thì vừa học vừa làm nữa,
thì có đi làm bảo vệ thêm ban đêm vậy đó. Thì anh nói thôi em qua em ngủ chung với mẹ anh đi, để cho có mình mẹ anh ở nhà thì cũng lo. Cái em cũng qua em ngủ mấy hôm đầu thì cũng không sao. Cái hôm sau thì chắc mệt quá, mà nói đây thì nó hơi xấu hổ một chút. Em lớn vậy chứ mà vẫn tè dành. Trời ơi. Hồi lúc đó mẹ biết không? 20 tuổi. Đâu có biết đâu, thấy chưa? Bây giờ mẹ mới biết, mới biết rồi, thấy chưa? Nằm cả dưới cái mẹ đó mà hay sợ mẹ biết đó, mà lúc thấy mẹ cũng ngựa quậy, chắc là mẹ biết. Không biết, mẹ nói mẹ không biết kìa. Cô có muốn mà mong muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Bây giờ thì cũng làm dâu mẹ 11 năm rồi. Thế thôi bây giờ cái chuyện gì trong gia đình, mẹ con hoặc là chị em, anh em bên chồng có cái chuyện gì sai sót thì thôi thì cũng nên suy xóa và cũng mình mở rộng tấm lòng ra. Chị có mong muốn mẹ điều gì không? Chỉ cần ví dụ như những lúc anh đi làm về nhà mẹ đừng có buồn vu vơ gì đó. Nhiều khi cũng không biết mẹ buồn vì lý do gì. Nhiều khi chị đi làm nhiều quá chị không quan tâm mẹ, mẹ đúng buồn. Đúng rồi, tại hầu như là em sinh hai đứa con ba một tay mẹ chăm sóc không à. Em thì làm công việc thì nó rất là nhiều. Em đi từ sáng đến tối mới về đó. Con cái này kia ngủ với bà nội, hoặc là nói chung là sinh hoạt cá nhân này kia phụ thuộc bà nội hết. Kể cả em đi về nhà mà em kiếm một cái áo hay một cái khăn hoặc cái gì đó, em cũng nói mẹ ơi mẹ có thấy đồ của con ở đâu không hay này kia không á. Nên nhiều khi cũng chưa có quan tâm tới tâm tư của mẹ là nhiều lắm. Cô có cần con dâu mình quan tâm điều gì với mình nữa không? Mẹ buồn thì mẹ nói cho con biết. Thì bây giờ cũng chỉ cần quan con dâu quan tâm là đi làm về cố gắng, hay là nhiều khi bận công việc gì phải điện về nhà để cho biết. Đấy, nhiều khi đó, em đi làm nó bận công chuyện cũng quên ở nhà thì cứ chờ cơm. Năm hôm thì bà cháu ở nhà 12 giờ rồi chưa thấy về. Năm hôm 12 rưỡi không thấy. Thế thôi bà cháu đói dọn ăn trước. Để con dâu khi nào về thì về. Cái đó phải gọi điện cho mẹ ha. Tại vì khi công việc quá cũng có cái đấy thì cũng hơi giận một chút. Rồi cảm ơn cô với lại em gái rất là nhiều đến tham gia chương trình. Hôm nay thì đó, nãy giờ mẹ mong muốn điều đó rồi đó. Em bây giờ hứa với mẹ điều gì đi? Dạ thì thông qua chương trình này thì con cũng hứa với mẹ là từ nay thì sẽ dành thời gian thêm một chút xíu nữa cho mẹ và hai đứa nhỏ, cho cả chồng con nữa. Thì sẽ cố gắng quan tâm tới tình cảm của mẹ nhiều hơn. Rồi, cảm ơn cô với lại em rất nhiều. Chương trình gửi tặng một kỷ niệm. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Con cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và đây là phần quà dành cho chị là Natto Gen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Và còn một phần quà đặc biệt nữa, đó là chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng. Tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ được dành tặng cho cô và chị ạ. Cảm ơn.